Có người nói là lông của con siro nó giống như là lông con hải cẩu. Mọi người thấy siro lông bóng không? Tuyệt vời luôn, đúng rồi, là do cái hộp này. Cho siro quả chuối nhá. Ôi, thơm ngon tuyệt vời, quan quan chuối không? Cô lấy cho con một quả trước nhá. Để cho chị Tuấn Mẫn ăn trước. Cái chibi này thì nó không những là nó bổ sung dinh dưỡng mà nó giúp cho cái đường ruột của con chó nó khỏe. Thành ra là con chó lông nó rất là bóng. Con ăn không? Ừ. Con không ăn à? Con không ăn thì con lên đây con ngồi. Lên đây ngồi cùng đi. Lên trên này. Không được chiếm cái khung hình. Con. Nào siro yên, từ từ. Không chiếm mất cái khung hình để quay em siro, để bố quay em siro một tí. Nào. Thôi, đừng sờ vào cái điện thoại ai đỏ đấy. Để bố quay em siro một tí. Đây. Cái chibi này là nó ở dạng bột này. Như thế này này, đấy. Cái này là bột này cho em siro ăn. Chứ có cho con đâu. Chấm này. Cho siro ăn. Chấm này. Cho Yumi miếng. Ngon tuyệt vời luôn. Đấy. Cái bột chibi này là cho nó đảo lẫn vào trong đồ ăn. Đảo lẫn vào trong đồ ăn để chúng ta ăn. Rất là đơn giản, nó ở dạng bột cho nên là chỉ cần đảo vào đồ ăn là được. Đây hôm nay tiện ăn chuối và bỏ cái hộp chibi này ra thì thôi thế thôi con. Thế thôi, một tiền là được rồi, không cần phải cho thêm đâu. Em siro ăn thế rồi. Để cho mọi người thấy là cái bột chibi này con chó nó rất là thích, chứ nó không phải là nó không thích. Lẫn vào trong đồ ăn hay là chấm như thế này là theo cái diện như kiểu là người chấm đồ ăn với này kiểu như là hoa quả chấm muối với chấm đường ấy. Con poodle nó là cái giống mà nó rất là kén ăn mà nó còn thích. Thế con lấy ít thôi, đủ rồi, thế thôi. Ok, con trèo lên đi. Con trèo lên. Trèo lên nào cũng được, thiếu gì chỗ để trèo. Cái bột chibi này thì là chạy có bán theo giá công ty là 300.000 một hộp cộng với lại phí ship. Tạo độ sôi động cho video đúng không? Ừ, chứ video bố cứ ngồi yên một mình không nào bố nói chuyện. Thành ra là đó. Muốn biết cái hiệu quả của cái chibi với con chó lông nó bóng như thế nào thì nhìn siro và nhìn những con chó khác của trại mình. Cứ nhìn siro và nhìn những con chó khác của trại mình. Và cái muốn biết là dùng cái chibi này con chó nó có dễ, con chó nó có thích ăn không thì cứ nhìn cái video, xem cái video này thì sẽ thấy là chấm chuối vào bột chibi cho con chó ăn nó vẫn ăn rất là ngon miệng. Và một quả thôi. Chuối này là cắt xê quay phim của siro đấy. Sao siro ngồi sát thế? Con ơi, con chạm vào lúc nào mà máy quay bị mất? Đó. Muốn biết cái bột chibi nó dễ ăn như thế nào, bột chibi đây, thì xem video này. Con tránh ra để quay video em siro ăn nào. Đây thì xem video này, xem video này, con gái này cứ ra phá phối kìa kìa. Tuấn Mẫn ơi, xách ra đây để bố quay em siro. Che hết em siro rồi. Em
Yumi nữa. Đây là quả cuối cùng rồi đấy. Đó. Bảo quản cái bột chibi này, bảo quản nó thì rất là đơn giản thôi. Đây. Thôi chuối hết rồi, thôi siro. Cái vỏ này không ăn, ăn không tiêu được. Cũng không liếm bột. Nay ăn bột như thế là đủ rồi. Cái bảo quản của cái bột chibi này thì nó rất đơn giản, nó đã có cái hộp sẵn này. Trong cái hộp mà nó có một cái muỗng này. Đây. Con ơi. Con. Tí nữa rồi bố quay con xích ra, con xích ra để bố giới thiệu cái chibi này nào cho mọi người xem nào, Tiểu Văn ơi. Đó, mọi người biết là gần đây là rất ít ra video. Có một vì đây đồng chí này. Để dành thời gian cho đồng chí này. À, và có đồng chí này phá thối mà. Đồng chí này phá thối, đồng chí này mở tivi, đồng chí này xem khó quay lắm. Nào. Đây này, bột đây này. Đây là bột dư nhá. Tất nhiên nó không được ướt. Nhưng mà nó cũng không cần phải là khô rong đâu. Con có thể đứng lại chỗ khác được không? Ý. Con vòng lên trên này, con lên trên giường với bố đi. Nhanh. Con lên hẳn trên này, con lên trên giường. Thôi Siro ngồi yên đấy. Ờ đúng rồi đấy, Siro nhường chỗ đấy. Con lên đi, con trèo lên đi. Con trèo lên. Đây cái hộp chibi này ấy, thì chỉ việc đậy nắp vào thôi. Ui dồi, đấy. Nó ở dạng bột khô. Đậy nắp vào để như này là ok. Để cứ để vào chỗ như ở điều kiện ở trong nhiệt độ trong phòng là được. Cứ để ở trong phòng, ok. Có thể để vài tháng được, chả hỏng được. Đấy là khi mà mở ra rồi dùng. Cứ để kín như này. Để vài tháng là thậm chí có khi để cả năm nó cũng chả hỏng nữa đâu. Vì nó là dạng bột khô. Chỉ cần để cho nó không bị theo kiểu là hở, nó hút ẩm thì nó không hỏng được. Rồi ok, thế bây giờ con gái muốn quay video không? Giờ mà con gái muốn quay video thì lên đây bố quay cho con nè. Con không để cho bố được, bố quay cho em Siro một tí cho nó ngon lành. Đây, bây giờ con gái ngồi lên đây. Quay video. Được chưa? Chuẩn chưa? Con cầm cái hộp này, con cầm cái kẹo, con ăn một cái kẹo đi. Con ăn một cái. Ăn một cái và một tay còn cầm cái hộp chibi cho bố. Để giới bố giới thiệu về cái hộp chibi này cho mọi người còn biết, mọi người còn mua cho em cún của mọi người ăn. À. Đấy, con không lên thì em Siro lại lên chiếm khung hình rồi. Đây. Ok, thế con ngồi cạnh em Siro đi, con ngồi xuống đi. Ngồi ở đấy luôn được. Ơi, cái hộp chibi này thì là nó là 400g. Một cái hộp này, một con chó to như Siro này dùng được khoảng tầm 40 đến 50 ngày thì hết một hộp. Tức là một cái hộp này nó sẽ có khoảng nếu mà đong thìa ấy, ở trong này nó có một cái thìa, cái muỗng ấy thì một cái hộp này nó được khoảng 40 mấy thìa. Con xoa em Siro đi. Siro nằm yên cho chị Tuyển Mẫn xoa Siro. Rồi, Siro nằm yên đấy. Cúi đầu về chân. Rồi. Đó. Đây này, phơi cái ngực, phơi cái bụng của Siro này. Đợt này là Siro hơi béo một tí. Cho ăn rất là ít, chứ không cho ăn nhiều đâu. Một ngày cái tiêu chuẩn ăn hạt của Siro là một ngày chỉ có 4 lạng hạt thôi, phải chẳng ăn cái gì khác cả. Chỉ có hạt và chi thôi. Sao con cứ xoa em Siro bình thường gì trời. Bình thường con xoa em Siro mãi mà bây giờ. Bình thường con toàn xoa lưng, bây giờ con mới xoa bụng hả? Con thấy lạ quá đúng không? Con ngồi luôn lên em Siro được. Đây, Siro nằm yên nhá, cho chị Tẩm Mẫn ngồi lên Siro tí cưỡi đi. Đây này. Siro cứ nằm yên. Úi giời. Siro nằm yên. Chiều chị Tẩm Mẫn đi, chị Tẩm Mẫn đi nhẹ mà. Con ngồi đây. Cưỡi lên em Siro. Thôi rồi, Siro ngồi yên. Thế xoa đầu em Siro đây. Xoa đầu.
bình thường chị ăn đồ ăn thừa chị toàn cho siro thôi. Đấy. Được ăn ké bao nhiêu thứ của chị mà bây giờ không chiều chị một tí à? Cười nhỉ, cười quá. Ngồi yên để cho chị xoa, không được liếm, liếm ướt tay chị này, chị này không xoa nữa đâu. À con cho siro kẹo á? Ui giời, thôi con ăn đi, con để đấy con ăn đi, cho em siro có một cả hộp. Cho em siro một cái hả? Siro ngồi yên này, để anh ơi, anh chỉnh cái máy quay này, ngồi yên, ngồi yên đấy nha. Quá nhỉ. Thế con có cho kẹo em siro không? Siro đi chạy đâu? Hả? À, ngồi với chị toàn mẫn tí mà siro chạy đâu? Con trêu em siro có gì mà em siro bỏ đi rồi? Siro lên đây. Rồi ngồi xuống. Ok. Vừa chị toàn mẫn trêu gì siro à? Ừ.